Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cuối ngày hôm nay, thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024. Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái, giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá liên tục chính thức để cập nhật. Tình hình giá mít Indo ruột đỏ, giá mít Thái Lan những ngày qua, giá cả luôn biến động lên xuống bởi tình hình hiện nay mít đã xuất khẩu ổn định trở lại. Hầu như ở các nhà vườn, mít hiện nay đã cạn dần. Thời điểm này trong nhà vườn còn rất ít. Tình hình giá mít hiện nay đang có ưu thế cho các cô chú các anh chị đang có mít thu hái cũng như có mít đang chuẩn bị thu hái. Bởi tình hình mít hiện nay đa phần ở tình trạng mít chưa đến lứa thu hoạch. Một số ở nhà vườn mít đang dưỡng cây nên chưa để trái, và chính vì thế giá mít hiện nay đang có xu hướng cao. Đây là ưu thế cho các cô các chú các anh chị đang có mít đang thu hoạch. Phân loại mít Thái Lan như sau: mít nhất 9kg trở lên, kèm nhì 7kg trở lên, mít kèm 3 4kg trở lên. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ về giá mít Thái cuối ngày hôm nay như sau: khu vực miền Tây Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang có giá kèm lớn 29.000 đồng một ký, mít kèm nhì 25.000 đồng một ký, mít kèm 3 có giá 16.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực miền Tây Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang có giá 4.000 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp, An Giang, Long An mít kèm lớn 30.000 đồng một ký, kèm nhì 26.000 đồng một ký, mít kèm 3 có giá 17.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 4-5.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang luôn cao hơn so với những khu vực khác. Bởi khu vực Tiền Giang tập trung nhiều dựa mít ở đây nên giá cả luôn cao hơn. Khu vực Tiền Giang kem lớn 31.000 đồng một ký, kem nhì 26.000 đồng một ký, kem 3 18.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 5-6.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang cao hơn những khu vực khác là ưu thế cho những anh chị có vườn mít ở khu vực Tiền Giang tập trung nhiều dựa mít ở đây cũng như nằm trên trục lộ chính nên giá cả lúc nào cũng cao hơn. Khu vực miền Tây, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu mít kem lớn 23.000 đồng một ký, kem nhì 16.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 10.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 3-4.000 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tây Nguyên kem lớn 21.000 đồng một ký, kem nhì 14.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 9.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 3.000 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với những khu vực khác, bởi khu vực Tây Nguyên xa những trục lộ chính, xa những trung tâm, xa những vựa mít lớn nên giá cả luôn thấp hơn so với những khu vực khác. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn trồng mít ở khu vực Tây Nguyên chú trọng vào mẫu mã, chất lượng để giá mít được cao hơn. Trồng mít phụ thuộc rất nhiều về yếu tố kỹ thuật cũng như vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn xa hay gần những trung tâm, xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những vựa mít lớn. Đó là những ưu thế, là những yếu điểm của những vườn mít xa và ưu thế của những vườn mít gần. Và để cân bằng điều đó, cô chú các anh chị và các bạn tập trung về mẫu mã, chất lượng, hình dáng mít của cô chú các anh chị và các bạn to, tròn, trái lớn, đạt mốc mít nhất, mít nhì, giá sẽ cao hơn so với những loại mít khác. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ về mít Indo ruột đỏ. Mít Indo ruột đỏ phụ thuộc nhiều về yếu tố kỹ thuật hơn. Bởi nếu mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn không đi phân đúng sẽ bị chua, chất lượng kém, bán sẽ không đạt và chất lượng về da, về dáng sẽ không đạt. Nếu cô chú các anh chị và các bạn để trái không đúng thời điểm dễ ảnh hưởng đến vấn đề thụ phấn, trái sẽ không to.
méo, không tròn, nhỏ, bán sẽ không đạt được những loại mít tốt nhất và giá trị sẽ không cao. Sau đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ chiều cuối ngày hôm nay như sau. Mít lợi nhất 8kg trở lên có giá 65-70.000 đồng 1kg. Mít lợi nhì có giá 55-60.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 40-41.000 đồng 1kg. Mít chợ có giá 20-23.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ cũng như mít Thái Lan ở thời điểm này đang khan hiếm dần. Và tình hình này rất có lợi thế cho nhà vườn. Mong tình hình giá cả sẽ tăng cao hơn nữa để bà con có được lợi nhuận, có được thu nhập cao hơn. Giá cả mít Indo ruột đỏ trên lệch khác nhau tùy theo địa phương, tùy theo vùng, bởi mít xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những vựa mít lớn, giá sẽ khác nhau 2-3.000 đồng 1kg. Đó là chi phí của những thương lái. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn đầu tư vườn mít nên chú ý về vấn đề xa hay gần những giữa mít, xa hay gần những trung tâm, những trục lộ chính mà có giá cả khác nhau. Tình hình mít Indo ruột đỏ và mít Thái Lan ở thời điểm này đang khan hiếm. Chính vì thế giá cả mỗi ngày mỗi tăng, đây là điều rất tốt cho bà con. Trong mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn lưu ý về vấn đề bao trái. Bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn bao trái đúng kỹ thuật, da mít sẽ đẹp và trái sẽ to, tròn hơn so với cô chú các anh chị và các bạn làm không đúng kỹ thuật. Giải trí miền Tây xin nhắc lại giá mít Indo ruột đỏ. Loại nhất 8kg trở lên có giá 65-70.000 đồng 1kg. Mít loại nhì có giá 55-60.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 40-41.000 đồng 1kg. Mít chợ ở giá 20-23.000 đồng 1kg. Đây là giá mít Indo ruột đỏ ở thời điểm này có giá rất cao và tăng mỗi ngày. Mong tình hình giá mít Indo ruột đỏ tăng cao hơn nữa, trở về những thời điểm cao nhất 95.000 đồng 1kg, 100.000 đồng 1kg, 115.000 đồng 1kg để cô chú các anh chị và các bạn có được lợi nhuận, có được thu nhập cao nhất. Giải trí miền Tây cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu theo dõi hết video này. Nếu cô chú các anh chị và các bạn cảm thấy ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn được nhận tín hiệu sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, cảm ơn, bye bye.